Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chương 5: Du Phương Cùng Tham Học. 86: Khởi Hành Tham Phương. Khi Nhật Bổn đầu hàng, sự giới hạn giao thông giữa Đông Bắc và các tỉnh khác mới được bãi bỏ. Từ lâu, Hòa Thượng đã ngưỡng mộ đức hạnh của Lão Hòa Thượng. Cho nên, ngày 18 tháng 8, năm Dân Quốc thứ 35, 1946, Hòa Thượng từ chùa Tam Duyên ở Ha Bin bắt đầu khởi hành cuộc hành trình dạng dặm, tham phỏng các bậc thiền tri thức hiện thời. Khi đi qua Thiên Tân, Ngài tạm trú tại chùa Đại Bi, nghe Đại sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng kể: Vào ngày 18 tháng 8, năm Dân Quốc thứ 35, tôi dẫn hai chú đệ tử, đại đệ tử là Quả Năng, nhị đệ tử là Quả Thuấn, từ chùa Tam Duyên tới huyện Ngũ Thường, rồi lên tỉnh Kiết Lâm. Khi đi qua con đường tới Trường Xuân, chúng tôi không đi xe lửa mà đi bộ. Ngày đi đêm nghỉ rất gian nan khổ cực mới đến chùa Bát Nhã ở Trường Xuân. Tôi gửi hai vị đệ tử ở lại đó thọ giới, còn tôi tiếp tục đi về phương Nam. Tôi bắt đầu từ Trường Xuân tới Thẩm Dương, sau cùng đến Thiên Tân. Khi đến Thiên Tân, tôi nghe cư dân ở Thiên Tân thường chào hỏi nhau buổi sáng rằng: Anh ăn cơm chưa? Nếu người kia đáp: Tôi chưa ăn. Còn chưa ăn à? Anh về nhà ăn đi. Đây có nghĩa là anh về nhà tôi ăn cũng được, hay về nhà anh ăn cũng được luôn. Còn có vị tên Diệu Hữu gọi anh là người Phúc Kiến. Tôi nghe không hiểu ông ta nói gì. Thí dụ như nói một người, hai người, âm đọc là ý cớ rỉnh, lẻn cớ rỉnh, thì ông ta lại nói là ý cớ nan, lẻn cớ nan. Lúc đó tôi ở chùa Đại Bi, nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm. Trước khi giảng, Pháp Sư lên tòa, vị Duy Na sướng kệ thanh chung, tiếng chuông. Chung thanh truyền tam thiên giới nội, Phật Pháp dương dạng ức quốc trung. Công quân kỳ thế giới hòa bình, lợi ích báo đàn na hậu đức. Nghĩa là tiếng chuông ngân vang tam thiên giới, Phật Pháp rộng khắp ngàn muôn nước, cùng cầu cho thế giới hòa bình, lợi ích báo ân đức tính thí. Vị Duy Na sướng kệ này rất đặc biệt, nghe hay lanh lảnh, vang xa đến cả dặm. Chúng ta hiện đổi câu cùng cầu cho thế giới hòa bình thành cùng cầu cho pháp giới hòa bình. Chúng ta nên làm các việc có tầm vóc quy mô to lớn. Sau khi sướng kệ thanh chung xong, thầy Duy Na bắt đầu hô đảnh lễ Pháp Sư. Vị giảng sư đáp miễn lễ. Thông thường là các nghi thức như vậy. Tuy nói miễn lễ nhưng các cư sĩ vẫn lại như thường. Có người lại tại chỗ, có người ra chánh điện trải tọa cụ đảnh lễ giảng sư ba lại. Khi buổi giảng kết thúc, Pháp Sư xuống tòa lễ Phật ba lại. Sau đó thầy Duy Na nói lễ tạ Pháp Sư, tiếp theo nói tiễn Pháp Sư về lưu. Lúc đó Pháp Sư Định Tây, trước tên là Như Quang, cũng trú tại chùa Đại Bi. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng, thầy mới đổi tên là Định Tây. Lúc đó hai Pháp Sư Đàm Hư và Định Tây là bậc đại đức trưởng lão ở Đông Bắc, còn tôi vẫn là sa di. Trong thời gian nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi hy vọng được lễ bái thân cận hai vị thiền tri thức này, nhưng rất khó gặp, mà cần phải được vị tri khách sắp đặt cho ngày giờ trước. Tri khách là vị trong ban chấp sự của chùa có nhiệm vụ tiếp đãi khách thập phương, phục vụ đại chúng một cách chu đáo. Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn không có tin tức gì. Một hôm tôi biết được Pháp Sư Định Tây sẽ đi về Đông Bắc vào lúc sáng sớm. Thừa cơ hội này, tôi đã ở ngoài sân, mong được cùng Ngài trò chuyện vài câu. Rốt cuộc cũng gặp được Ngài. Tôi đảnh lễ Ngài, thưa: Con từ Đông Bắc đến, con tên là gì gì? Con dự định tới Phổ Đà Sơn để thọ giới. À, nếu chú có gặp trở ngại gì, chú nên thưa với Hòa Thượng Phương Trượng, tôi không có quản lý bất cứ việc gì ở đây. Pháp Sư tưởng tôi tìm Ngài để quá duyên xin tiền.
Tôi không có tiền, nhưng tôi không quá duyên. Tôi nói, thầy đã hiểu lầm con rồi, con không phải tới xin tiền thầy đâu. Như vậy là không có vấn đề gì rồi. Nói xong là thầy bỏ đi. Vậy sao tôi có cơ hội nói chuyện với Pháp Sư Đàm Hư? Pháp Sư này cũng tưởng tôi đến xin xỏ tiền thầy. Thầy nói, chú tìm Phương Trượng đi, Phương Trượng tên là gì gì đó. Vừa thấy Phương Trượng, tôi biết càng là gì mắt nhìn lên cao, tai không dối tới, nên tôi không nhẫn được, chỉ biết thở dài mà thôi. Trong khoảng thời gian ở đó, tôi từng đi gặp một vị tỉnh trưởng họ Trạch, cha của tỳ kheo ni Thông Nguyện, người ở cùng nguyện với tôi. Ông cũng tin Phật, niệm Phật rất thành tâm, nên tôi đi gặp ông ta. Lúc tôi đi, đúng lúc ông Mã, vị thường thấy Bồ Tát Địa Tạng cũng ở đó. Ông Mã tuyên dương tán thán tôi đủ điều với ông Trạch tỉnh trưởng, cho nên ông Trạch cũng tin là thật, nói: thật không ngờ huyện mình cũng xuất hiện các bậc cao nhân như vậy. Tôi vốn không có tiền đi Phổ Đà Sơn, nhưng cũng nhờ ông ta giúp đỡ cho phương tiện tới đó. Lúc bấy giờ tôi chỉ mang theo hành lý nặng khoảng 5 cân, dự bị đến Thượng Hải, Phổ Đà Sơn để thọ giới, rồi sau đó sẽ tới Tàu Khê thân cận Ngài Hư Công, Lão Hòa Thượng Hư Dân. Ha ha ha, 问什么的说